cách để tạo sản phẩm trên TikTok Shop được duyệt nhanh chóng mời các bạn cùng xem video này của Nguyễn Anh Tùng. Ok và dưới đây mình sẽ liệt kê ra các tiêu chí sau đây để các bạn có thể uh, dựa vào và chúng ta bắt đầu với cái công cuộc là tạo cái sản phẩm và đưa sản phẩm lên trên TikTok Shop và được duyệt một cách dễ dàng các bạn nhá. Các bạn chú ý cho mình, thứ nhất là cái tiêu đề của sản phẩm của các bạn hay còn gọi là tên sản phẩm đấy thì cái tên sản phẩm nó cần phải chính xác nó cần phải ngắn gọn và nó phải bao gồm các thông tin chính của sản phẩm của các bạn ví dụ như là uh, loại sản phẩm là gì này có thể là bao gồm cả chất liệu này tính năng chính của nó gì và đặc điểm là gì nhé các bạn lưu ý uh, ví dụ như là các bạn bán về gì các bạn bán uh, về khăn trải bàn chẳng hạn đi thì sẽ đặt tên là uh, khăn trải bàn chất liệu uh, cốt tông và có thể thêm màu sắc vào khăn trải bàn chất liệu cốt tông trắng tinh khiết đó đó là một cái ví dụ để các bạn có thể tạo một cái tên sản phẩm mà nó có chứa đầy đủ từ loại sản phẩm này chất liệu này cũng như là màu sắc với cách như này chúng ta có thể dễ dàng được duyệt hơn với cái tiêu đề mà nó chuẩn chỉnh như này các bạn nhá và các bạn cũng cần phải lưu ý cần phải tránh những cái điều sau đây với khi mà chúng ta đặt tên cái sản phẩm của mình nhá thứ nhất là các bạn không được đăng tải những cái tài liệu liên quan đến khuyến mại ưu đãi hay là bất cứ cái thông tin nào đó khi mà mô tả về cái sản phẩm bao gồm ví dụ như là giảm giá này chiết khấu này chẳng hạn thế là tuyệt đối là không để ở trong cái phần tên của cái sản phẩm nhá và tiếp theo là các bạn không được chèn cái đường link nào bất kỳ ở trên trong cái mục tiêu đề như thế này và đảm bảo rằng cái yếu tố sau đây cũng rất là quan trọng đó chính là cái nhãn hiệu hay là cái tên thương hiệu của những cái hãng lớn đặc biệt là những cái nhãn hiệu mà đã được đăng ký bảo hộ trí tuệ đăng ký bảo hộ thương hiệu rồi. Các bạn lưu ý rằng là không đặt ở trên cái mục này nha. Rồi cái chú ý tiếp theo đó là cái phần mô tả và những cái phần thông số về cái sản phẩm. Các bạn chú ý rằng cái phần mô tả này có chứa tất cả các thông tin của sản phẩm chúng ta càng chi tiết càng tốt và nó phải chứa tối thiểu là từ 30 từ trở lên ở trong cái phần mô tả này các bạn hãy mô tả những cái đặc điểm chính của sản phẩm của mình những cái thông tin chi tiết về sản phẩm của mình và nhớ viết bằng cái ngôn ngữ của chúng ta nhé chúng ta là tiktok shop việt nam thì hãy viết với những cái thông tin về cái sản phẩm của chúng ta bằng cái ngôn ngữ việt nam một vài các bạn mà bán về các sản phẩm về hàng sách tay hay là cái hàng mà À, hàng nhập khẩu chẳng hạn ấy, những cái thông tin đó nó lại bằng tiếng anh các bạn copy vào thì cái này nó cũng không hợp lệ các bạn nhé chú ý cho mình một điều tiếp nữa đó chính là cái trọng lượng và cái kích thước của sản phẩm của các bạn nhớ là ghi chính xác nhá một vài các bạn là có thể là cố tình là khai thấp đi cái trọng lượng ví dụ như là nặng 500g thì các bạn lại chỉ có khai có 200g, 300g thôi và so với thực tế rằng là kể cả cái bao bì đóng vào nữa nó còn vượt quá cái trọng lượng các bạn mà khai báo thì cái việc này cái sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mà đơn của các bạn là có được nhận hay không được nhận đó. và dễ dàng là có thể dẫn đến cái tình trạng bị hoàn hàng hoặc là phát sinh thêm phí dành cho các bạn. Ok và chắc chắn rồi, những cái sản phẩm mà các bạn tạo phải được ở trong các cái danh mục mà TikTok cho chúng ta kinh doanh nhá. Đặc biệt tránh cho mình này, đưa các cái sản phẩm mà các bạn mà cho vào cái dạng danh mục mà nó không đúng, nó không liên quan thì cái này chắc chắn là không được duyệt rồi. Các bạn không thể nào mà đưa cái sản phẩm liên quan đến chăm sóc sắc đẹp mà các bạn cho vào ngành ẩm thực, đấy hay là uh, du lịch đó hay là À, về công nghệ rồi các bạn không các bạn nhớ lưu ý cho mình cái sản phẩm của mình nó phải chính xác là phải liên quan đến cái danh mục mà ngành nghề uh, họ đã quy hoạch họ đã cho phép chúng ta kinh doanh nhá và tiếp theo đó chính là cái phần hình ảnh của sản phẩm các bạn lưu ý là trong hình ảnh sản phẩm Tránh là đưa các mã QR code các bạn để điều hướng cái người xem cũng như là cái khán giả ở trên TikTok đi sang các nền tảng khác các bạn nhá. Không đưa mã QR code thể hiện vào trong hình ảnh sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm chúng ta phải giữ được cái độ sắc nét và tối thiểu nó phải từ 800 x 800 pixel. Ở việc này sẽ giúp cho các bạn sẽ có những hình ảnh nó đảm bảo đủ chất lượng mà không bị mờ, không bị kém chất lượng dẫn đến bị uh, sản phẩm của mình không được duyệt nhé. Và chắc chắn rồi hình ảnh thì nó phải liên quan đến cái sản phẩm các bạn vừa tạo tên, các bạn vừa tạo thông tin sản phẩm. Nó không thể nào mà treo đầu dê bán thịt chó được rồi các bạn nhé. Lưu ý rằng nó phải là cái hình ảnh mà sản phẩm chúng ta đang đăng bán và hình ảnh chúng ta sẽ được đăng tối đa là 9 hình ảnh à, có thể chụp chi tiết càng tốt ở các cái góc cạnh khác nhau cũng có thể các cảnh toàn trung cận khác nhau về bao quát về cái sản phẩm để khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trái mặt bên phải bên trên bên dưới chẳng hạn rồi góc toàn góc xa thì càng chi tiết và cũng có thể là bao gồm ở các cái linh kiện phụ kiện mà đi kèm ở trong cái sản phẩm đó càng chi tiết càng rõ ràng càng tốt và trong cái bước tạo sản phẩm chúng ta cũng có thể chèn video vào cái việc chèn video sẽ giúp cho khán giả nhìn thấy những cái sản phẩm của mình một cách nó rất là trực quan các bạn có thể sử dụng video ngắn để chèn video này vào nhé và tuy nhiên nó cũng không bắt buộc Ok với chia sẻ trên đây của Nguyễn Anh Tùng Hy vọng rằng các bạn có thêm được những cái kinh nghiệm Và chú ý cho mình những cái gì mà mình vừa chia sẻ đó Để tránh những cái lỗi gặp phải Để chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm trên TikTok Shop Và được duyệt nhanh chóng các bạn nha Chúc các bạn thành công Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng. Và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.